Các đồng chí đây có cái món gì đây kỳ lạ nhỉ? Món gà. À. Không, 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 không làm lấy vài lon bia nữa. À. Đấy. Wow. Đang bị nhái. À, rất mát. Wow, tuyệt vời, nước rất. Lua phát. Rồi rồi, ok. Rồi. Xong chưa? Rất cáu à. Ôi. Chưa đấy. Không sợ lắm đúng không? Có thể nói là một cái dòng thác cũng rất đẹp luôn. Wow, bên đây đi có thể là cái cảm giác mạnh. Cái cầu treo lắc rung luôn. Cho phép trường xin được chào đón quý ông bà, quý cô chú anh chị đã đến với video tiếp theo của trường nha. Và trước màn ảnh của ông bà, của chú anh chị, đây là khu du lịch sinh thái Thác Voi thuộc khu Phố Cát, thị trấn Phân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa, ông bà, của chú anh chị nha. Thì bên đây cách đường mòn Hồ Chí Minh bên phía tây của trường đây là tầm 15-16 km. Đấy là hướng về đường mòn Hồ Chí Minh. Đây ngược lại là đi về thành phố Thanh Hóa tầm 61-62 km. Đấy là về tới thành phố Thanh Hóa. Hôm nay trường sẽ lên Thác Voi. Bây giờ trường vào, trường sẽ chia sẻ cho tất cả ông bà của chú anh chị có thể là biết thêm được về Thác Voi trong đây. Thì hôm nay trường cũng mới lên và vào đây. Nào, em Trường Giang chào ông bà chú anh chị nào. À rồi, quá ngoan quá. Thì bây giờ đấy, xin mời ông bà chú anh chị cùng các bạn ta vào ta xem và khai thác Thác Voi du lịch trải nghiệm. Thì ở bên đây cái cảm giác lần đầu tiên trưởng lên thấy cây cối rất tùm phía bên đây. Có rất nhiều cái con đường ngoằn nghèo phía bên trong thác. Đây là những cái điểm để share cho rất tất cả các du khách có nhu cầu đến với Thác Voi của Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa. Đây bên trong đây đã có rất nhiều các xe gia đình và xe du lịch ở bên trong kia nữa. Đây là cái hướng bãi để xe ô tô. À, bên này có các du khách đang ra đây. Hiện tại bây giờ đang là 5 giờ chiều, ông bà chú anh chị ạ. Đây bên đây đã có các cái cổng chào làm rất đẹp. Chắc bên đây là có cái kiểm soát phía, nhưng mà kiểm soát phía này chuyển vào phía bên trong kia rồi. À. Bên trong cái đường mới nhạc. Đây có một cái vòi phun rất đẹp. À, có cá bên trong à? À. Ở đây. À, em sẽ thử sờ thêm có mát không? À, nước ở đây rất mát. Tại vì nước được lấy bên trong thác cho nên cực mát luôn. Rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, ta đi vào thác. Thấy không ngã? À, con đường vào trong thác rất dốc. Đây và cái phía bên đây là phía kiểm soát phía và gửi xe máy. 20.000 một vé, ông bảo với chú chị hồi nãy trường đã mua rồi. Rất đông các du khách đang phía bên trong khác. Nhìn sơ qua đây cái quang cảnh cực đẹp. Đây. Thì bây giờ ta sẽ đi lên phía trên đầu đỉnh khác trước. Đấy. Du khách đã rất đông phía bên trên đây. Mọi người đã đến chắc là rất sớm. Phía bên trong này có xây những cái điểm để cho du khách có thể tắm xong để vào để thay quần áo. Quần áo áo du khách đã của đầy rất nhiều. À. Đây bên đây chắc lẽ mọi người đã tắm rồi, đã thay đồ rất nhiều. Đây là bây giờ chúng sẽ quay ra cái cảnh phía trên con thác tại đây.
đã chấn lại thành một cái đập tràn, giống cái đập tràn đó. Mọi người có thể là thỏa thích tắm tại đây, có lẽ rất mát. Bầu trời hôm nay mát cho nên là nhìn là hơi tối. Trời mà nắng này có lẽ tắm trên đây cũng rất tuyệt vời luôn. Các chị gái đang cười này. Rồi, đẹp chưa? Rất ok. Giật mát. Thang mây lạnh lắm mà cháu. Đây ấm à, nước đây ấm à. Đây chắc có lẽ nước cũng rất bình thường, mọi người đã đứng lên đến đến rốn đấy. Mát, cảm giác cực mát luôn. Đây là chị gái đang bồng bơi. Anh tắm mát cho anh. Và anh đến từ đâu anh? À có cua. Ở đây sâu lắm mà phải bò vào đây. À đây sâu. À đây sâu nhỉ. Anh ơi thích đua tay cơ nào anh ơi. Anh thích đua người xem. Sâu đến đấy là hết rồi đúng không? Đến đây thôi anh. À đến đây là hết. À sâu đến đây là hết. Khoảng tầm 1 mét, 2 mét 3 vậy. Vâng. Cái điểm này người lớn tắm sẽ an toàn hơn. Thì em tắm ở đây sẽ bị sâu lút người. À đúng rồi. Rất mát. Đây là cái phía trên đây là cái điểm nông. Chắc có lẽ chị em sẽ tắm trên đây sẽ hợp luôn. Em các đồng chí đây có cái món gì đây kỳ lạ nhỉ? Món gà. À. Không gà nướng luôn. Không làm lấy vài lon bia nữa. Rồi, hay chưa? À. Đấy. Wow. Đặc biệt nhái. À, rất mát. Quá wow, tuyệt vời, nước rất trong. Cái chỗ đây sau. À đứng đến đấy rồi đúng không? À dạ, ok. Tắm đây cảm giác có mát không? À. Nước đây cực mát luôn, về cái điểm sâu nhất ở đây rơi vào tầm 1m2, 1m3 đấy. Như người lớn tắm là an toàn. Và cái khu vực trên kia đây là cái khu vực nông cho nên là chị em có thể là tắm trên đấy được. Đây quá tuyệt vời. Chỗ tháp kia đã nhiều ít luôn. Đây có thể nói là một cái khu rừng nguyên sinh. Wow. Wow. À, ok à. Quá đẹp. Bên đây rất nhiều cái rễ cây đá để lộ ra đây. Rất nhiều những cây lớn. Rồi. Đấy. Thank you.
Đây là còn đọng những cái vũng nước rất trong, nước trong suốt luôn. Em xuống đây em tắm cái vũng đi, mau lên. À, không tắm à? À. Dạ dạ. Trên đầu. À à vâng. À đúng rồi. Chọn xác anh. Vâng vâng. Đây là những cái clip ngắn. Vâng. Anh đến từ đâu anh? Thọ Xuân. À Thọ Xuân à. Vâng. Hôm clip cái chủ đề này. Vâng vâng vâng. Quay về thác bay chia sẻ mà. Và à thác vôi nhầm. Đúng rồi. À đúng rồi, rất mát. Đây có đây nước bên trong cái vùng nước này rất sâu, mọi người có thể là bơi và nhào lộn được phía bên dưới đấy. Nước cực trong và cực mát luôn. À. Nước này rất giỏi. Cái phía đây các gia đình có trải những cái xíu để nghỉ người để ngồi nhà mát đây. Rồi có đem những cái đúng rồi. Thức ăn uống nè, chính xác, thì Giang rất thông minh. À. Trong một cái vùng nước rất đẹp luôn. Mát chưa? Wow. Đó đi. Có thể nói là một cái dòng thác cũng cực đẹp luôn. Không kém gì thác Mây trên Thạch Lâm, Thạch Thành. Đi hôm nào nó bóng bé đang ngủ nè. Đấy, anh rất đẹp. Cũng tắm rồi anh. Bên đấy là bên sau đấy. Thế đây là cái bãi nước nông dành cho trẻ con đấy, người lớn đang trông trẻ con đang tắm trên đấy đấy. Rất mát cho các khách tắm tại đây. Cái này không ra không xả nước nhờ. À, quá chưa? Đúng rồi. À, ok. Đi nào.
bên đây Trường Tây có các gia đình đến đây tắm rất mát. À, có biết làm mát chưa? Làm cho cháu, làm tắm mát đi. Bên đây có cô gái đang ngồi trên cái phía bãi nước nông. À. Đây phía bên đây đã rất đông rồi, các du khách và đang ngồi chờ bên đây, các gia đình đã đem những cái thức ăn nhẹ, các cái bộ trang phục dài loạn nước, các bà các cô đang mọi người theo nói là để quan tâm đến các vui và đã đến đây rất đông. Bên kia đang có áp nhạc.
bên trong kia đang áp nhạc, đang mới nhạc cho nên là Trường phải đi qua cái đoạn này. Bên đây là một cái đường lối xuống bên dưới phía con thác bên đây, và trên kia là trên đỉnh tháp. Hồi nãy Trường có vừa mới quay và chia sẻ trong bảo của chú anh chị có thể là xem được. Đây bên đây, ôi, bắt đầu mới nhạc tiếp rồi. Đây, cái tranh thủ xem quay đây. Đẹp chưa? Quá đẹp. Đây đi xuống là những cái bậc thang. Em khéo ngã nhá. Rồi. À, cái tranh thủ ta đi nhanh, đang áp nhạc. Bên đây là có một cái cây cầu treo. Cây cầu treo bên đây. Rồi. Bây giờ ta phải ngắm cái con thác cao tầm gần 20 mét từ phía trên đỉnh tháp trên kia. Đấy, ngay trên đỉnh tháp trên kia. Một cái khu rừng nguyên sinh có thể nói là rất tuyệt vời. Rồi, bên đây nữa. Quá đẹp luôn. Bên đây đã không có du khách xuống đến đây tắm. Đây là một cái vùng nước chắc có lẽ là rất sâu này. Rồi, vùng nước rất sâu luôn. Đấy. Mình lấy chui vào đấy mình tắm à. Đẹp chưa? Quá đẹp. Có mát không? Nó có mát không? Mát không? Wow. Rồi bạn phía đang tắm dưới đây đấy. À, rất tuyệt vời. À, ok, đi sạc nước rồi. Đây bên đây là một cái dòng nước thác rất cao. Cao theo như Trường nhìn đây với tầm 18-20 mét đấy. Bên đây là có một cái điểm chúng thác đã đổ xuống đi đây. Rất đẹp, một cái vùng nước tuyệt vời. Có hai bạn đang tắm phía bên dưới đấy. Rồi. Đây gọi là thác Vôi Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa. Wow. Ok à. Rồi, cảm ơn hai bạn nhiều nhá. Đây phía bên đây cũng có hai cái vũng nước. Hai vũng nước hầu hết trong suốt luôn. Có thể là nhìn xem được thấy đá dưới bên trong đấy. Rồi. Đây đã có một cái gốc cây đứng lơ lửng giữa cái con tháp luôn. Rồi, rất tuyệt vời. Rồi em đi đi. Em đi thì cho mọi người nhìn. Rồi. Đây Trường Giang đang đi trên một cái cây cầu treo. Cây cầu treo này được nối từ bên đây sang bên kia. Dài khoảng chừng cũng 17-18 mét luôn. Đấy. Treo dây văng. Rồi. Rồi, con đi sát dĩ. À đúng rồi. Đúng rồi. Wow, đi có cảm giác có hơi cái sự rung lắc. Em đi trước đi. À, đi nhẹ đấy nhá, không là sập cầu nhá. À đúng rồi. À đúng rồi, đi. À đẹp chưa? Đây hiện tại là mình đang đứng giữa cái cây cầu treo đấy, dây văng treo. Rồi. À, bên đây chia sẻ với cái cây chân cầu để cho tất cả mọi người có thể là xem được. Rồi. Quá tuyệt vời. Nước thác chảy róc rách. Rất ok. Rồi ok đi. Wow, bên đây đi có thể là cái cảm giác mà cái cầu treo lắc rung luôn. Wow. Đúng rồi. Cây cầu ngàn năm.
Hiện tại Trường đang đi trên một cái cây cầu siêu, cảm giác mạnh tại thác vôi của Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa, ông Bảo, chú chị nhá. Chó đấy sâu nha. Sâu lắm ạ. Chó đấy sâu phết. Đó. Ui. Nó sợ quá. Đây này, đây này. Đây này. Đây này. Đây này. Đứng, đây, đứng, đứng chỗ đây đi. Đây này, đứng chỗ đây này. Đừng quá. Đừng quá. Đừng quá. Rồi, đúng rồi, phát. Rồi, rồi, ok. Rồi. Sâu chưa? Rồi. Đây, cái chó đây, dài đang đùa, rút đầu. Rất đẹp ông bà và chú anh chị ạ. Đây có thể nói là một cái con thác cực đẹp. Phía trên đây có một cái cây cầu treo rất dài, được nối giữa hai bên bờ thác. Để trên đây có chị gái đang ngồi trên đây. Phía bên đây có hai cái vũng nước dưới con thác rất trong. Bên đây là cái phía điểm dưới của thác vôi. Rất đẹp. Có tuyệt vời tại thác vôi Vân Tu, Thạch Thành, đây thuộc thị trấn Vân Tu. Phía bên chị Hoài, đây có bạn nữ đang chui vào cái hố sâu sâu đây này. Cống thôi. Đây cống à. Ôi. Chưa đấy. Rồi đã an toàn. Có bia đây tắm chưa? Đứng đứng nữa. Tắm cho cháu. Nhảy lên trên đây xuống đúng không? Cao lắm, sợ lắm đúng không? Đây phía bên trong bên dưới đây nước rất trong, cảm giác theo như chuyện ngồi đây chuyện nhìn nó thấy mát rồi. Cho phép Trường xin được tạm dừng video ở đây. Xin được cảm ơn bà cô chú anh chị đã xem video.